tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm thanh niên công nhân thành phố lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng. Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm nay đã xác định 6 nội dung trọng tâm, đó là hoạt động tình nguyện xung kích xây dựng văn minh đô thị, hoạt động uống nước nhớ nguồn và tình nguyện vì an sinh xã hội, hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, hoạt động tình nguyện hướng về biển đảo quê hương, hoạt động tình nguyện quốc tế và công tác xây dựng lực lượng. Diễn ra từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng lần thứ 16 năm 2017 sẽ tập trung các hoạt động tình nguyện tại 5 huyện ngoại thành của thành phố và một số tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, đảo Thổ Chu, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Ban chỉ đạo hành cũng đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình các địa bàn cụ thể trước khi tổ chức luôn chiến dịch. Đồng thời cũng xác lập cũng như phân công cụ thể các đội hình với những cái nhiệm vụ trọng tâm cụ thể. Và như vậy năm 2017 thì chiến dịch tình nguyện kỳ hồng sẽ tiếp tục phát huy cao hơn nữa cái tinh thần kỷ luật, đoàn kết cũng như cái tính chuyên môn của các đội hình trong việc tham gia thực hiện các cái công trình phần việc ở tại từng địa phương đơn vị. Năm nay chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng đã xác lập 9 đội hình với các nội dung hoạt động rất thiết thực. Đó là đội hình tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý, tư vấn thủ tục hành chính, đội hình tập huấn kiến thức, kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp, đội hình cải tạo hệ thống điện nước, tập huấn kiến thức sử dụng điện nước an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, đội hình sửa chữa và xây dựng các công trình, đội hình tổ chức truyền thông, tư vấn và chăm sóc sức khỏe, đội hình tổ chức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tập huấn trang bị kỹ năng thực hành xã hội, đội hình bán hàng lưu động bình ổn thị trường, tổ chức phiên chợ thanh niên công nhân và tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đội hình tình nguyện hướng về biển đảo quê hương, đội hình tổ chức các hoạt động tình nguyện tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Giọt máu hồng chia sẻ yêu thương là hoạt động ý nghĩa đầu tiên của các chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng năm 2017. Hoạt động thể hiện sức trẻ tràn đầy nhiệt huyết và một khí thế hừng hực dấn thân xung kích vào các hoạt động tình nguyện, đem sức trẻ cống hiến xây dựng và phát triển thành phố và đất nước. Thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, hàng trăm chiến sĩ kỳ nghỉ hồng, cụm dịch vụ, khu vực công nhân lao động trực thuộc thành đoàn đã triển khai hàng loạt hoạt động ý nghĩa dành cho người dân tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn như tổ chức tuyên truyền về bảo vệ động vật, thực vật, môi trường sinh thái cho 100 em thiếu nhi, hướng dẫn phân loại rác tại nguồn và tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm cho 150 người dân, tiến hành bê tông hóa tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 200 mét, tặng nhiều phần quà và bán hàng lưu động phục vụ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Trong chuyến dịch tình nguyện kỳ hồng năm 2017 này thì về phía Sài Gòn Co-op là sẽ xác định là phát huy hai cái đội hình trọng tâm. Đội hình thứ nhất đó là cái đội hình bán hàng bình ổn thị trường, đưa hàng Việt về nông thôn, phục vụ cho người dân vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố. Chúng tôi còn xây dựng tiếp một mô hình, đó là đội hình tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm để mang những kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, phân biệt hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, cũng như là xác định được nguồn gốc của hàng hóa đến với phục vụ cho bà con, quần chúng nhân dân ở các địa phương. Tại huyện Bình Chánh, các chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân thực hiện công trình nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm, sửa chữa và cải tạo hệ thống điện cho 108 hộ dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thực hiện công trình tuyến hẻm có hệ thống điện mỹ quan an toàn tiết kiệm, cải tạo bó gọn và lắp đặt đèn chiếu sáng dân lập tại hai tuyến hẻm, tặng 20 phần quà cho các em thiếu nhi vượt khó học giỏi, thăm và tặng 10 phần quà cho mẹ Việt Nam anh hùng tại địa bàn huyện Bình Chánh. Hôm đó giờ câu điện không à, bây giờ bữa nay có điện sáng suốt nào kia cho cháu nó học, bữa nay vô điện sáng suốt cho cháu nó học. Cảm ơn mấy chú luôn. Hôm nay thì tham gia một trận ở xã Tân Quý Tây với mục đích là cũng đem cái chuyên môn mình để phục vụ cho cộng đồng, đi sửa điện lại, rồi mình làm lại hệ thống điện cho người dân được an toàn. Thì qua đó cũng bản thân cũng như tất cả các bạn thì luôn với tinh thần là hăng say để làm một cái việc gì đó để mình góp phần cho cộng đồng, cho xã hội. Và đồng hành cùng với chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2017 thì các đồng loạt các cơ sở đoàn cũng triển khai nhiều hoạt động như là công trình cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm, công trình nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm, công trình tuyến hẻm có hệ thống điện kiểu mẫu an toàn mỹ quan tiết kiệm và nhiều các hoạt động khác nữa chăm lo cho các em học sinh.
Cũng tại địa bàn huyện Bình Chánh, các chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng, đoàn khối dân chính đảng thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng lực lượng địa phương thực hiện khởi công xây dựng 3 tuyến đường giao thông nông thôn dài 1.000m và 2 tuyến hẻm dài 250m, khởi công xây dựng 3 căn nhà tình thương và 2 căn nhà tình bạn, tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 200 thiếu nhi, tổ chức sân chơi cho 200 em thiếu nhi, tổ chức phiên tòa giải định tuyên truyền luật phòng chống ma túy cho 400 người dân. Song song đó, các chiến sĩ kỳ nghỉ hồng của đoàn Sở Giao thông Vận tải, đoàn Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quận đoàn 1 đã tiến hành ký kết liên tịch và ra quân thực hiện công trình thanh niên xây dựng tuyến xe buýt, trạm dừng, nhà chờ thân thiện an toàn Giang Minh với các nội dung xây dựng 40 trạm dừng, nhà chờ xe buýt thân thiện an toàn Giang Minh, vận động xây dựng hình ảnh đội ngũ lái xe, tiếp viên, lực lượng đoàn viên thanh niên phục vụ trong ngành giao thông vận tải an toàn, thân thiện, vận động người dân cùng tham gia giao thông bằng phương tiện xe buýt, chung tay giữ gìn các trạm dừng, nhà chờ, góp phần thực hiện văn minh đô thị, xây dựng thành phố ngày càng phát triển hơn. Để giúp các cụ già không phải di chuyển xa khi khám bệnh, các chiến sĩ kỳ nghỉ hồng của quận 5 đã đến tận nhà để khám và phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, các cụ già neo đơn. Hàng tuần các bạn sẽ trở lại để kiểm tra và theo dõi tình trạng sức khỏe của các cụ. Qua chương trình, các chiến sĩ cũng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các bệnh thường gặp để biết cách phòng chống bảo vệ sức khỏe. Ngoài ra, tại 24 quận huyện đoàn và các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn, các chiến sĩ tình nguyện kỳ nghỉ hồng đã đồng loạt tổ chức thực hiện các công trình phần việc thiết thực gắn với công tác chuyên môn. Cùng không khí sôi nổi của các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra khắp các mặt trận. Chiến dịch kỳ nghỉ hồng của thanh niên công nhân thành phố hứa hẹn sẽ là môi trường để các thanh niên công nhân lấy chuyên môn của mình mang đến những nơi vùng sâu vùng xa và các vùng biên giới, những nơi còn gặp nhiều khó khăn, những công trình để làm những phần việc ý nghĩa thiết thực. Chiến dịch chính là môi trường để thanh niên công nhân phát huy sức trẻ cho cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên công nhân ngày càng đẹp hơn trong lòng nhân dân.